Em trai Phạm Hoàn bên tượng gỗ Sử Vân Hồng xin gửi lời chào toàn thể anh chị và các bác đang có mặt trong video ngày hôm nay. Và trong video ngày hôm nay thì em trai mong muốn được giới thiệu với toàn thể anh chị đó là một siêu phẩm mà bên em mới hoàn thiện xong trên chất liệu gỗ quý hiếm, đó là dòng gỗ vương mộc từ Đàn Đỏ. Và đây là một phôi gỗ hàng thân, phôi gỗ cột, cho nên là cho ra được một mẫu tác phẩm vô cùng là cân đối. Tác phẩm có tên gọi là Ngài Phật Bồ Tát Đa La và tổng chiều cao tác phẩm lên tới là 1m15, chiều ngang là 32 và chiều sâu là 30. Đấy, hoàn thiện thành phẩm xong rồi mà tác phẩm vẫn cho ra đường kính trên 30 thì vô cùng là giá trị và quý hiếm anh chị ạ. Và đương nhiên rồi, với một mẫu tác phẩm về tượng Phật và trên một phôi gỗ liền lạc và phôi gỗ cột như này thì bên em đục tứ diện. Và đây là phía mặt đằng sau của mẫu tác phẩm, mặt đằng trước đã đẹp rồi, mặt đằng sau cũng không hề kém phần long trọng. Và bên em đục đó là phần tà áo và cũng như là phần mái tóc của mẹ phô hết hẳn ra, rất là đẹp. Và kính mời anh chị và các bác cùng đi sâu hơn vào mẫu tác phẩm này, cùng chiêm ngưỡng và nhìn ngắm cho em đó là đường nét đục và cũng như là chất vân chất gỗ ở tác phẩm anh chị nhé. Điều đầu tiên như anh chị đang được nhìn ngắm đó là diện của mẹ đây. Đấy, từ cặp lông mày, ánh mắt ánh mắt thì từ bi, khuôn diện thì hiền từ, và tay của ngài thì đang cầm cành lá nhiễu để làm phép anh chị nhá, rất đẹp ấy ạ. Đấy, và tà áo thì mềm mại sắc nét tỉ mỉ đến từng những chi tiết nhỏ, những cái họa tiết trên phần vạt áo này. Đấy, thì bên em cũng đã phát họa nổi hẳn ra, rất là đẹp. Đấy, và với dáng thế đứng trên một cái đài hoa sen và phía dưới đây, đấy, từng cánh hoa sen thì bên em cũng đã di sần làm vô cùng là chân thực. Và xuống phía dưới một chút đó là phần bệ đế này và cũng như là những cái dải mây rất là tuyệt vời và cũng như là những cái làn sóng nước. Tổng chiều cao tác phẩm lên tới là 1m15, chiều ngang là 32 và chiều sâu là 30. Với mức giá em đang giao lưu là 32 triệu đồng và bên em đã bao gồm cước phí vận chuyển toàn quốc rồi. Anh chị nào mà quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp qua cho bên em tượng gỗ Sử Vân Hồng 0789 336 318 hoặc 0966 336 318, kết bạn Zalo để em trai gửi hình ảnh chi tiết và cũng như là tư vấn cụ thể hơn anh chị nhé. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ạ.